Hello anh em, chào mừng anh đến channel của mình nhé. Hôm nay mình sẽ chơi 4 tựa game tổng hợp nhé. Ok, đầu tiên bắt đầu tựa game đầu tiên này. Ok, mình sẽ chơi chapter 5 nhé các bạn nhé. Wow. Đầu tiên mình sẽ phải vượt qua cái hố này các bạn ạ. Wow, một con quay. Okay. Mở cửa này ra nào. Ok, mình sẽ dùng mặt tay điện này ra để mở cánh cửa thứ hai nhé các bạn nhé. Đây, mình sẽ mở cánh cửa này ra. Wow. Wow. Một chút mẫu nữa. Vật chứng này bật nào. Ok, rồi mình sẽ lên trên đường trên này. Mở cánh cửa như thế nào. Wow, một con khủng long khổng lồ dưới đây các bạn ơi. Ở đây có một quả bóng này, mình sẽ lấy nó. Thì tiếp theo là một đường hầm mới. Wow, lại một đường hầm nữa này. Nhà này rất nhiều đường hầm các bạn ạ. Wow, một con vịt màu vàng rất đáng yêu. Ok, xem nào. Wow, mình sẽ lấy chiếc bánh răng màu vàng này nhé các bạn nhé. Vẫn chưa qua được các bạn ạ. Ok, tiếp theo nào. Wow, một khẩu súng nước các bạn ơi. Tiếp theo này một cánh cửa nữa. Phải dùng cái bàn tay điện này. Wow, mở ra này. Mình sẽ bật hết những công tắc này lên nhé. Đang đuổi theo mình nhưng mà nhìn này các bạn thấy không? Đây đang đuổi theo mình. Ok, mình sẽ phải trốn con đấy nhé. Wow. Chị gì rồi? Ok, mình sẽ phải chạy tàu thoát thôi. Ok, phải mình nó qua mạng nha, mình cũng chuyển vào tựa game tiếp theo cho các bạn nhé. The Bambi. Ok, mình sẽ chờ đêm Noel nhé. Mình sẽ phải chăm sóc em bé này này. Đầu tiên mình sẽ cho em bé ngồi lên ghế.
Thì xem là trong tủ lạnh có những gì nào. Wow, có một nghè tây này các bạn ơi. Mình sẽ lấy nghè này nướng lên nhé. Ok, trong lúc chờ đợi gà nướng, gà chín mình sẽ trang trí cái thông Noel này. Ok, giờ mình sẽ đi tìm kiếm ông sao nhé các bạn nhé. À, đây ông sao đây rồi. Ok, mình sẽ treo ông sao này lên. Wow, bếp bị cháy rồi các bạn ơi. Mình phải tập bếp quá. Ôi ơi, tí nữa thì cháy mất con nghè. Mình sẽ cho em bé về phòng thay đồ nhé các bạn nhé. Đi kiếm bộ quần áo mới cho nó nè. Đây lấy chiếc mũ để cho nó đi. Wow, em bé được một bộ quần áo mới rất đẹp màu xanh. Ôi rơi mất em bé rồi. Mình sẽ vứt cái xác gà này đi nhá, cho vào thùng rác này. Ô, quả trứng. Chiu. Wow, người kia chặn đường mình rồi. Không phải là một con nữa. Mình sẽ phải tiêu diệt người tuyết. Chiu. Tuyết nè. Ha, người kia đã bị mình tiêu diệt. Ok, tiếp theo là lại mình nướng con gà này lên. Đây, mình sẽ đi kiếm cái tay quay nhé, để mở chiếc hộp kia ra. Đây, tay quay đi rồi. Để xem trong chiếc hộp này có những gì nhé các bạn nhé. Wow, em bé ở trong đây các bạn ạ. Sao nó vào được cái hộp ấy nhỉ? Ok, chúng ta bữa tối nào. Quả bóng này, chiu chiu, một quả súng, vùng.
Mình sẽ phải đi theo con mèo nhá. Mèo, mèo. Chua. Con mèo biến vào bức tranh rồi các bạn. Ok, mình đã qua màn rồi, mình tự game tiếp theo này. Looks frozen over. Let's check. Perfect. It's going to be a good skating session. Okay, bắt đầu game nào. Nhiệm vụ của mình là sẽ phải phá hủy cái tảng băng ở hồ nhé, con nhá. Stay out of my house, you little brat! Mình sẽ dùng chiếc lọ này đi pha vào ấm nước của Nata nhé. Sẽ lấy bài ta ra đây, sẽ có điều bất ngờ cho bà ta. Ôi bà ta, sao bà ta biết mình ở đây nhỉ? Bà ta xe luôn. Bắt đầu game này.
Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Thấy hay nhớ like và subscribe cho mình nha.